chuẩn nghệ quá. Hàng này thì em thả thôi chứ em không có bắt. Chắc cỡ 5-6 lạng. To hết. Đấy, các bác xem chuột to lắm. Này. Đây, khủng bố luôn. Hello, chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhá. Nay em lại đi thăm bẫy. Bây giờ thì cũng bắt đầu đến cái luồng bẫy mà em đặt rồi. Đặt hơn chục cái bẫy nhưng mà không biết là có dính con gì không. Đây là cái bẫy đầu tiên các bạn. Ui, dính gà rồi các bạn. Mà chả thấy gà đâu, chỉ thấy lông thôi. Đây. Lông lá tựa lừa. Ui, không biết con gì ăn hết rồi các bác ạ. Ăn hầm mấy khu này. Chết không cơ chứ. Bẫy thì em đặt ở trên này này. Đấy. Dính con gà. To gà trống. Ui, ăn hết còn lại mỗi cái chân này. Tiếc thế. Không biết con gì ăn. Ăn hết sạch luôn. Gà to nên mà ăn được hết thì chắc là thú cũng phải rất là to các bạn ạ. Tiếc quá. Đây. Lông lá tựa lừa khắp nơi. Ăn ủi nó ngồi này, mòn nát hết cả khu này nó ăn. Đấy. À, lông lá nó khắp nơi. Tiếc quá. Tiếp tục nha các bác nhá. Lại một em chồn nghệ con. Đây. Gặp chồn nghệ không. Hôm nay khoảng cỡ 4-5 lạng thôi. Cũng không to lắm. Nhưng mà em này thì em sẽ phóng sinh nhé. Em này thì em sẽ thả luôn ở đây chứ không có mang về. Chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi chứ không có gãy chân. Khỏe lắm. Mới hôm qua dính, chắc gần sáng mới dính. Em chuồn nghệ. Này chắc cỡ nửa ký thôi, chứ cũng không được to lắm. Hôm này thì nó quý hiếm cho nên là em sẽ thả. Không có bắt. Bây giờ thì em sẽ phóng sinh nha các bác nhé. Đây, cắn đổ. Dữ dằn quá. Ui, cắn thủng của em luôn các bạn. Đấy, đi rồi nhá. Rồi, thế là em đã phóng sinh xong em chuồn nghệ nhá. Bây giờ thì em gài lại bẫy. Bẫy tiếp theo đây các bác ạ. Bẫy em đặt đây, được con chuột to lắm. Cầy cáo thì không thấy nhưng mà được chuột thì cũng vui rồi các bác ạ. Rất là to luôn. Chuột này phải 7-8 lạng ấy. 7-8 lạng thì nói hơi quá nhưng mà chuột to và đuôi dài này thì cũng nửa ký các bác ạ. Lâu lắm rồi cũng mới lại được chuột to như này đấy. Chứ bình thường chuột to như này nó cũng hiếm. Bây giờ em gài lại bẫy xong rồi mời các bác lại theo chân em đi thăm những cái bẫy trước tiếp theo nhé. Gài lại bẫy xong rồi bây giờ em lại tiếp tục đi thăm bẫy tiếp theo nhé các bạn nhé. Các bác cùng em đi xem hôm nay liệu có được con sóc hay con chuột không. Bẫy tiếp theo đây các bạn.
Bẫy thì sập rồi, không biết được chứ. À đây, được con chim luôn các bạn. Con chim xanh nhé. Đường đẹp mà gặp toàn mấy cái con phá bẫy này không. Tiếp tục bẫy tiếp theo nhé các bạn nhé. Bẫy này lại không bật nữa rồi các bạn ạ. Đường vối ở đây rất là đẹp luôn, mà chả hiểu sao đánh mãi không được con gì. Âm u lắm luôn ạ. Ở ngoài thì trời đẹp nhưng mà vào trong đồi thì âm u lắm. Tiếp tục đến bẫy, bẫy kế tiếp nhé các bạn nhé. Đập bẫy đây nhưng mà không thấy có con gì. Được mãi mà chưa thấy có kết quả gì, chỉ thấy mỗi chuột và chim thôi. Gà thì không biết con gì nó ăn mất. Bây giờ em tắt máy đến bẫy, nếu mà tí nữa mà có hàng thì em lại quay cho các bác xem. Rồi em đi cũng gần đến cái bẫy tiếp theo rồi các bác nhé. Không biết là có được con chuột hay con sóc nào không thôi. Bẫy này không sập rồi các bác ạ. Bẫy em đặt đây. Tiếc quá, không có con gì đi qua. Đường lối đi lại rất là đẹp. Bây giờ thì em lại đi đến bẫy khác nhé. Ăn nhá. Sập bẫy này. Được con gì? Con chim các bác ạ. Lại được con chim xanh. Chim này thì ăn thịt rất là ngon. Tương đối là to. Các bác tiếp tục cùng em đi thăm bẫy nhé. Bẫy sập được con chuột. Con này thì không to lắm nhưng cũng được các bác ạ. Bẫy thì em đặt trên. Cầy cáo đâu chả thấy, chỉ thấy chim với chuột này.